áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với chương trình Toán lớp 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ học bài đầu tiên, bài 1, tiết 1, các số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cô mời chúng mình mở sách toán trang 8 để chúng ta cùng bắt đầu vào bài học nhé. Phần đầu tiên đó là phần khám phá. Cô giáo mời các con quan sát lên trên màn hình. Cô đố chúng mình biết trong bể cá của cô có mấy con cá nhỉ? À đúng rồi, chúng mình đếm được 1 con cá. Vậy các con cùng nhìn tiếp. Ở đây cô có mấy khối vuông? Đúng rồi, ở đây cô có 1 khối vuông đúng không nào? Vậy 1 con cá và 1 khối vuông, cô sẽ có số 1. Số 1, đây chính là số 1 viết in. Bây giờ chúng mình cùng quan sát trên màn hình, đây chính là số 1 viết thường. Các con cùng đọc với cô nhé. 1, 1, đúng rồi, tốt lắm. Chúng mình tiếp tục quan sát. Cô đố chúng mình biết trên màn hình của cô bên dưới này có mấy con cá trong bể nhỉ? À chúng mình cùng đếm nào. 1, 2, có 2 con cá trong bể. Đúng rồi đấy. Vậy cô có mấy khối vuông? Tốt lắm, chúng mình cũng đếm được 1, 2 khối vuông. 2 con cá và 2 khối vuông. Vậy cô có số 2 viết in như sau. Đây chính là số 2 viết in thường nhé. Và đây chính là cách viết thường. Các con đọc là 2, 2, 2. Rất tốt. Tương tự, chúng mình cùng đếm cho cô bể cá tiếp theo có bao nhiêu con cá nhỉ? À 1, 2 và 3. Vậy trong bể cá này có 3 con cá đấy. Chúng mình nhìn sang xem cô có bao nhiêu khối vuông. 1, 2, 3. Đúng rồi, chúng ta có 3 khối vuông nữa. 3 con cá, 3 khối vuông. Vậy chúng mình sẽ có số mấy nhỉ? Đúng rồi, số 3 viết in thường như thế này nhé. Và khi các con viết thường, các con sẽ viết như sau. Chúng mình đọc là 3, 3, 3. Rất tốt. Tất cả các số này, chúng mình cần viết cao 2 ô ly các con nhé. Chúng mình cùng tiếp tục. Trong bể này của cô có mấy con cá? Chính xác, đó là 4 con cá. Và cô cũng có 4 khối vuông đúng không nào? 4 khối vuông, 4 con cá. Cô có số 4. Số 4 viết thường như sau. Các con quan sát trên màn hình. Chúng mình sẽ đọc là 4, 4, 4. Tốt lắm. Chúng mình cùng quan sát tiếp nhé. Theo các con, bể cá cuối cùng có bao nhiêu con cá nhỉ? À, chúng mình đếm được 1, 2, 3, 4, 5. 5 con cá trong bể cá. Và cô có mấy khối vuông? À, 1, 2, 3, 4 và 5 khối vuông đúng không nào? 5 con cá và 5 khối vuông. Cô có số 5. Số 5 được viết như sau. Đó, các con cùng quan sát trên màn hình. Chúng mình cùng đọc 5, 5, 5. Tốt lắm, cố khen tất cả các con. Bây giờ chúng mình cùng đọc lại các số trên màn hình nhé. 1, 2, 3, 4 và 5. Đúng rồi ạ. Vậy bây giờ các con nhìn giúp cô xem trong bể cá có mấy con cá nhỉ? À, bể này không có con cá nào hết. Và trong thanh này
có bao nhiêu khối vuông? À, cũng không có khối vuông nào. Vậy cô có 0 con cá, 0 khối vuông và có số 0. Số 0 được viết như sau. Chúng ta thấy số 0 cũng cao 2 ô ly đúng không nào? Chúng mình cùng đọc. 0 0 0. Đúng rồi đấy. Các con ạ, vừa rồi cô đã giới thiệu cho chúng mình các số từ 0 đến 5 rồi đó. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi cách viết các số này nhé. Phần thứ hai đó là phần hoạt động. Bài tập số 1 đó là tập viết số. Chúng mình mở sách giáo khoa trang số 9. Chúng ta sẽ thấy các số sẽ được viết như sau. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Các con sẽ theo dõi cách viết từng số, sau đó chúng mình viết vào trong bảng hoặc trong vở của các con nhé. Đầu tiên là số 1. Trước khi viết số 1, các con cùng quan sát. Số 1 có độ cao là 2 ô ly. Và đây chính là cách viết nhé. Chúng ta đặt bút, đưa lên đến dòng kẻ ngang số 3, đưa thẳng xuống chạm dòng kẻ ngang đậm. Đó. Các con cùng viết vào trong vở của mình nhé. Số 1. Tiếp theo chúng ta có số 2. Số 2 cũng có độ cao là 2 ô ly. Chúng mình đặt bút trên dòng kẻ ngang số 2. Đây là dòng kẻ ngang số 1. Đây là dòng kẻ ngang số 2. Đặt ở giữa dòng kẻ ngang số 2 và số 3 nhé. Phía trên của dòng kẻ ngang số 2 các con nhé. Vậy bây giờ chúng ta lưu ý luôn độ rộng của số 2. Chúng mình viết 1 ô ly. Bây giờ chúng ta cùng quan sát cách viết nhé. Chúng ta đưa xuống, chạm vào dòng kẻ ngang đậm thì chúng ta đưa nét ngang. Đó chính là số 2. Các con hãy thực hành viết vào trong vở của mình nhé. Tiếp theo, số 3. Các con cùng quan sát số 3. Số 3 có độ cao là 2 ô ly và độ rộng của số 3 cũng nằm trong khoảng 1 ô ly. Chúng ta cùng theo dõi cách viết. Đặt bút trên dòng kẻ ngang số 3, chúng ta đưa thẳng, đưa xiên, sau đó cong, một nét cong, chạm dòng kẻ ngang đậm và dừng bút. Đây chính là số 3 nhé. Ngoài cách viết này, chúng mình cũng có thể viết khác. Tuy nhiên, các con hãy lựa chọn cách viết làm sao để chúng ta cảm thấy phù hợp nhất nhé. Tuy nhiên, các con hãy chọn cách viết nào mà các con cảm thấy dễ viết nhất nhé. Số này là số 4. Số 4 cũng có độ rộng trong khoảng 1 ô ly và độ cao là 2 ô ly. Chúng mình sẽ viết như sau. 3 nét, nét thứ nhất. Nét thứ hai đứng ngang. Nhấc bút chúng ta viết nét thẳng. Số 4. Cùng mời các con viết vào trong vở của mình nhé. Chúng mình đã xong chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng theo dõi số 5. Số 5 của chúng ta cũng gồm có 3 nét. Độ cao của số 5 đó là 2 ô ly và độ rộng của số 5 đó chính là 1 ô ly nhé. Chúng mình cùng theo dõi nào. Một nét thẳng cong giống với nét cong của số 3. Dừng bút. Nhấc bút lên, chúng ta viết nét ngang của số 5. Đó. Các con đã quan sát thấy chưa nào? Vậy các con hãy luyện viết số 5 vào trong vở của mình nhé. Bây giờ, chúng ta cùng theo dõi số 0. Số 0 cũng có độ cao là 2 ô ly và độ rộng là 1 ô ly. Chúng ta cùng theo dõi cách viết. Đặt bút trên dòng kẻ ngang số 3. Cong xuống chạm vào dòng kẻ ngang đậm. Đưa lên
sao cho nó thành một nét khép kín. Rồi, đây chính là số 0 nhé. Cô mời chúng mình luyện viết các số 1, 2, 3, 4, 5 và 0 vào trong vở ô ly của các con nhé. Các con ạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta điền số. Cô mời chúng mình mở sách giáo khoa trang 9 nhé. Cô có một ví dụ như sau. Ở đây có hình ảnh của một chú mèo, đúng không nào? Vậy các con sẽ viết số 1 vào ô trống nhé. Tương tự, ở đây các con thấy có bao nhiêu củ cà rốt nhỉ? À, có 3 củ cà rốt, chúng mình đếm. 1, 2, 3. Vậy mình sẽ viết số 3. Đúng rồi ạ. Con ở đây thì sao? Có bao nhiêu chú chó nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Vậy chúng mình sẽ viết. Vậy chúng mình sẽ viết số 5. Ở đây có bao nhiêu quả bóng? 1, 2, 3, 4. Đúng rồi. Vậy có 4 quả bóng nhé. Các con nhìn thấy có mấy chú vịt nhỉ? Chính xác, có 2 chú vịt. Vậy các con sẽ viết số 2. Ở đây cô có bao nhiêu chú vẹt? Đúng rồi, chỉ có 1 thôi. Vậy chúng mình sẽ viết số 1 các con nhé. Các con có viết giống như cô không nào? Tốt lắm, cô khen tất cả chúng mình. Chúng ta sẽ cùng đến với phần B. Phần B của chúng ta, chúng ta cùng quan sát vào bể cá thứ nhất. Bể cá thứ nhất có bao nhiêu chú cá nhỉ? Đúng rồi, có 2 chú cá. Vậy chúng mình sẽ viết số 2. Bể cá thứ hai có mấy chú cá? À, có 1 thôi. Vậy các con sẽ viết số 1. Đúng rồi. Bể cá số 3. Bể cá này có bao nhiêu chú cá nhỉ? À, không có chú cá nào cả. Vậy các con sẽ viết số 0. Cô khen tất cả chúng mình. Nếu các bạn viết đúng như thế này là chúng mình làm chính xác rồi nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu các con điền số. Bài này nằm trong sách giáo khoa trang 9 các con nhé. Chúng mình hãy điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm ở đây. Các con lưu ý các số này cũng sẽ tương ứng với số chấm ở bên dưới nhé. Số 0 này tương ứng với 0 chấm. Số 1, 1 chấm tròn. Ở đây có 2 chấm tròn, vậy sẽ có số số 2. Các con sẽ viết số 2 vào đây. Ở đây có 3 chấm tròn thì sẽ có số mấy nhỉ? Đúng rồi, đó là số 3 nhé. Đây là số 4 tương ứng với 4 chấm. Và đây là số 5 tương ứng với 5 chấm. Cố khen tất cả chúng mình đã có câu trả lời hoàn toàn chính xác. Cô trò chúng ta sẽ tiếp tục bài 1 với tiết số 2 các con nhé. Chúng mình sẽ cùng học tiết luyện tập. Cô mời chúng mình mở sách toán trang 10. Bài tập số 1 yêu cầu các con đó là tập viết các số. Chúng mình cùng theo dõi trên màn hình nhé. Bây giờ chúng mình cùng thấy ở đây có bao nhiêu đồ vật nhỉ? À, các con không thấy có cái gì cả. Vậy đó chính là số 0 nhé. Tương tự, ở đây có bao nhiêu chú chó? À, có 3 chú chó. Vậy chúng mình sẽ có số mấy nhỉ? Đúng rồi, các con cần viết số 3 vào đây nhé. Còn ở đây thì sao? À, có 2 chú mèo. Vậy chúng mình sẽ viết số mấy? Đúng rồi, số 2. Đây là chú gì nhỉ? À, đây chính là những chú gà con. Các con đếm được có bao nhiêu chú gà con? Tốt lắm, ở đây chúng ta thấy có 4 chú gà con. Vậy chúng ta sẽ có số 4. Trên màn hình các con nhìn thấy có bao nhiêu bạn thỏ nhỉ? À, có 1 thôi. Vậy chúng mình cần viết số mấy vào đây? Đúng rồi, đây là số 1.
Còn đây thì sao nhỉ? Chúng ta thấy có mấy chú vịt? À, có 5 chú vịt. Vậy chúng ta sẽ có số mấy? Đúng rồi, đây chính là số 5. Cô khen tất cả các con đã làm phần này rất tốt. Bây giờ chúng mình sẽ cùng quan sát tiếp đến bài tập số 2 các con nhé. Bài số 2 trong sách giáo khoa trang 10. Chúng ta cùng theo dõi trên màn hình. Đó, chúng mình cần điền số thích hợp vào những dấu hỏi chấm ở đây. Vậy theo các con, đó là những số nào? Chúng mình cùng theo dõi nhé. Đây là số 5, sau đó đến số nào đó, rồi đến số 3, đến số nào đó, rồi số 1, số 0. Rồi, vậy theo các con, những số cần điền ở đây là số nào nhỉ? Đúng rồi, cô khen rất nhiều bạn đã trả lời đúng. 5, rồi đến 4, 3, rồi đến 2, 1 và 0. Đây chính là các số từ 5 đến 0 theo thứ tự giảm dần đúng không nào? Các con cùng đọc lại với cô nhé. 5, 4, 3, 2, 1 và 0. Tốt lắm, cố khen tất cả các con. Bây giờ chúng mình sẽ cùng luyện tập tiếp qua bài tập số 3 nhé. Các con cùng quan sát lên trên màn hình. Bài 3. Có bao nhiêu củ cà rốt đã tô màu? À, bài tập này chúng mình cùng quan sát trên màn hình nhé. Phần A, chúng ta nhìn thấy có bao nhiêu củ cà rốt đã tô màu nhỉ? 1, 2, 3. Đúng rồi, vậy các con sẽ viết 3 vào ô trống các con nhé. Tương tự, phần B thì sao? Có bao nhiêu củ cà rốt đã tô màu? Đúng rồi, có 2 củ cà rốt đã tô màu. Vậy chúng mình sẽ viết số mấy vào đây nhỉ? Chính xác, đó là số 2. Các con cùng theo dõi tiếp phần C nhé. Phần C các con nhìn thấy có 1, 2, 3 và 4. 4 củ cà rốt đúng không nào? Đã được tô màu rồi. Vậy chúng mình sẽ có số mấy? Đúng rồi, số 4 nhé. Phần D. Phần D ở đây chúng ta thấy có mấy củ cà rốt đã tô màu? À, có 1. Vậy chúng ta sẽ có số mấy nhỉ? Đúng rồi, chúng ta có số 1. Chính xác, cố khen tất cả chúng mình. Phần E, các con nhìn thấy có bao nhiêu củ cà rốt đã được tô màu? Chúng mình cùng đếm với cô nhé. 1, 2, 3, 4 và 5. Vậy chúng mình sẽ viết số mấy vào đây nhỉ? Đúng rồi, đó chính là số 5. Chúng ta cùng đến với phần G nhé. Một phần cuối cùng trong bài này. Ở đây các con thấy có bao nhiêu củ cà rốt đã tô màu? À, không có củ cà rốt nào đã tô màu đúng không nào? Vậy số cần điền là số mấy? Đúng rồi, đó là số 0 nhé. Chính xác. Các con ạ, như vậy là vừa rồi chúng ta đã hoàn thành 3 bài tập luyện tập trong tiết học ngày hôm nay rồi đấy. Các con ạ, như vậy là vừa rồi cô trò chúng ta đã hoàn thành 3 bài tập trong tiết học ngày hôm nay rồi đấy. Bây giờ các con đã sẵn sàng để đến với bài tập số 4 chưa? Chúng ta cùng đến với bài tập số 4. Bài tập số 4 hỏi chúng ta là có bao nhiêu con gà ghi số 2. Vậy các con cùng quan sát bên dưới. Chúng mình đếm cho cô xem có bao nhiêu con gà ghi số 2 nhé. Đây là 1 đúng không? Đúng rồi, đây là 1 con gà này. Đây là 2 đúng không? Chính xác. Đây là 3. Còn nữa không nhỉ? À, hết rồi. Vậy chúng ta có thể trả lời là có 3 con gà ghi số 2. Rất tốt, cô khen tất cả chúng mình. Có 3 con gà ghi số 2. Đây chính là câu trả lời nhé. Với tiết học tiếp theo của bài học số 1, tiết 3, các số
0, 1, 2, 3, 4, 5. Luyện tập. Cô mời chúng mình mở sách giáo khoa toán trang 12 để chúng ta cùng bước vào bài học nhé. Các con cùng quan sát vào bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu chúng mình là chúng mình hãy chọn số thích hợp với số con vật. Bài tập này có trong sách giáo khoa trang 12 các con nhé. Các con hãy cùng quan sát lên trên màn hình để cô trò chúng ta hoàn thành thật nhanh bài tập này nào. Chúng mình có 6 bức tranh, 6 tình huống đúng không nào? Và chúng ta sẽ cùng đến với từng bức tranh nhé. Bức tranh đầu tiên, ở đây chính là bức tranh mẫu. Có 3 chú gà. Vậy chúng ta sẽ khoanh vào số 3 ở bên tay phải của bức tranh các con nhé. Tương tự như vậy, chúng ta nhìn thấy có mấy chú bò sữa nhỉ? À, 1 này, 2 này. Vậy chúng mình sẽ khoanh vào số mấy? Đúng rồi, chúng ta sẽ khoanh vào số 2. Các con có thấy đơn giản không nào? Vậy chắc chắn những phần sau sẽ không thể làm khó được chúng mình. Chúng ta cùng theo dõi. Trên màn hình của các con nhìn thấy có mấy chú ong nhỉ? 1, 2, 3, 4 và 5 chú ong. Vậy chúng mình sẽ khoanh vào đâu? À, đó là số 5. Đúng rồi. Cô chúc mừng tất cả các con đã đưa ra câu trả lời đúng nhé. Chúng ta cùng đến với bức tranh tiếp theo. À, ở đây các con nhìn thấy có mấy chú chó nhỉ? Có 1 thôi. Vậy số cần khoanh chính là số mấy? Chính xác, đó là số 1. Thật là tuyệt khi chúng mình làm đúng liên tiếp đúng không nào? Chúng ta cùng đến với bức tranh tiếp theo. Ở đây các con nhìn thấy có mấy con vật nhỉ? À, 1, 2, 3 đúng không nào? Vậy số chúng ta cần khoanh chính là số 3. Rất chính xác, cô khen tất cả chúng mình. Chúng ta cùng đến với bức tranh tiếp theo với những chú voi. Các con đếm được có mấy chú voi? 1, 2, 3, 4. Đúng rồi, có 4 chú voi. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là 4. Rất chính xác luôn ạ. Cô khen chúng mình nhé. Các con ạ, bài tập số 1. Các con ạ, bài tập số 1 rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi vào bài tập số 2 các con nhé. Bài tập số 2 yêu cầu chúng mình hãy chọn câu trả lời đúng. Chúng ta sẽ nhìn thấy có 2 phần ở trên màn hình. Phần A, người ta yêu cầu chúng ta là hãy cho thêm thùng lên xe để xe có 3 thùng. Vậy chúng ta cùng theo dõi xem chúng ta sẽ thêm mấy thùng. Phần A là 1 thùng, phần B là 2 thùng. Trên xe đang có mấy thùng? Đúng rồi, trên xe đang có 2 thùng. Vậy chúng mình cần thêm mấy thùng để có 3 thùng nhỉ? Rất nhiều bạn đã đưa ra câu trả lời đúng rồi đấy. Chúng ta cùng kiểm tra từng phần nhé. Bây giờ cô muốn đưa lên xe 2 thùng để xem có tổng là bao nhiêu thùng nhé. Các con cùng đếm nào. 1, 2, 3, 4. À, nếu chúng mình đưa 2 thùng lên xe thì trên xe lúc này có 4 thùng chứ không phải là 3 thùng đúng không nào? Vậy đáp án B là đáp án chưa chính xác rồi. Chúng ta cùng theo dõi. Nếu bây giờ cô thêm 1 thùng lên xe thì điều gì sẽ xảy ra? Các con cùng đếm số thùng với cô nhé. 1, 2, 3. Đúng rồi. Vậy trên xe có 3 thùng và đây chính là đáp án đúng đúng không nào? Cô khen chúng mình đã lựa chọn đáp án A là chính xác nhé. Tương tự với phần A, chúng ta sẽ có phần B. Phần B, chúng mình hãy thêm thùng lên xe để trên xe có 5 thùng, đúng không nào? Đó, vậy bây giờ trên xe đang có mấy thùng? À, có 3 thùng. Chúng ta cùng thêm thử 1 thùng trước nhé. À, khi thêm 1 thùng lên xe thì chúng mình đếm được mấy thùng nhỉ? 1, 2, 3,
4 thùng. Được không nào? Mà bài toán lại yêu cầu chúng mình là cần có 5 thùng cơ. Vậy đáp án này là đáp án sai. Chúng ta cùng thêm 2 thùng lên xe xem điều gì sẽ xảy ra nhé. Chúng mình cùng đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5. À, 5 thùng đúng không nào? Thế thì chúng mình sẽ lựa chọn đáp án đúng chính là gì nhỉ? À, đúng rồi. Đó là 5 thùng. Thì chúng mình cần thêm 2 thùng nữa lên xe đúng không nào? Đáp án B chính là đáp án đúng nhé. Cô khen tất cả chúng mình đã đưa ra đáp án nhanh và chính xác. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài tập tiếp theo. Bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu chúng mình hãy viết số thích hợp vào dấu hỏi chấm ở đây nhé. Bài tập này nằm trong sách giáo khoa trang 13 của các con đấy. Chúng mình nhìn thấy có hai đoàn tàu. Đây chính là đoàn tàu thứ nhất. Và đây là đoàn tàu thứ hai. Chúng mình cùng điền số vào đoàn tàu thứ nhất trước nhé. Đây là số 1. Đây là số mấy? Rồi đến 3. Rồi đến mấy? Rồi đến 5. Rất đơn giản đúng không nào? 1. Rồi đến 2. Đúng rồi. 3. Rồi đến 4. Chính xác. Và cuối cùng là 5. Tương tự với đoàn tàu đầu tiên, chúng ta cùng theo dõi đoàn tàu thứ hai. Lúc này, các số không phải tăng từ 1 đến 5 nữa, mà chúng ta thấy hỏi chấm đến 4, hỏi chấm rồi 2, rồi 1, đúng không nào? Vậy đây chính là một đoàn tàu mà có các số này đang giảm dần đấy. Vậy trước số 4 sẽ là số nào? À đúng rồi, đoàn tàu phía trước của số 4 chính là số 5. 5, 4, rồi đến 3, đúng rồi, rất tốt. 2 và 1. Cố khen tất cả chúng mình đã đưa ra đáp án hoàn toàn chính xác trong bài tập này nhé. Các con ạ, bài tập vừa rồi một lần nữa giúp chúng ta ôn tập lại các số 0, 1, 2, 3, 4 và 5 đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành đếm rồi viết số thích hợp vào ô trống bên dưới nhé. Bài tập này chính là nội dung của bài tập số 4 trong sách giáo khoa trang 13 đấy. Các con cùng theo dõi vào bức tranh này. Các con cùng đếm cho cô. Ở trong tranh này có mấy chú bò sữa? Đúng rồi, có 2 chú bò sữa. Vậy chúng ta sẽ viết số 2 vào phần hình ảnh của chú bò sữa nhé. Tương tự, bây giờ chúng ta sẽ đếm xem có mấy đám mây nhỉ? 1, 2, 3, 4 và 5 đám mây. Vậy chúng mình sẽ viết số 5 vào phần đám mây nhé. Hình ảnh tiếp theo chính là hình ảnh của những chú gà đúng không nào? Vậy các con cùng đếm, đây chính là cái chuồng gà này. Có các chú gà bên cạnh này. Chúng mình cùng đếm với cô nhé. 1, 2, 3, 4. Hết chưa nhỉ? À hết rồi, vậy chúng ta có 4 chú gà. Chúng ta cùng theo dõi hình ảnh tiếp theo. Ở đây. Ở đây là hoa hướng dương đúng không nào? Vậy chúng ta thấy có 1, 2, 3 bông hoa hướng dương. Vậy các con sẽ viết số 3 vào ô trống. Đúng rồi, tốt lắm. Hình ảnh tiếp theo là hình ảnh của bác mặt trời. Vậy chúng mình sẽ nhìn lên trên màn hình có mấy nhỉ? À, có 1 bác mặt trời thôi. Vậy chúng mình sẽ viết số 1. Và cuối cùng là chú chim. Chúng ta có quan sát thấy chú chim nào trong bức tranh này không? À, hình như là không có đúng không? Chúng mình thử quan sát kỹ lại xem nào. Đúng rồi, có không chú chim. Vậy chúng mình sẽ viết số 0 ở đây nhé. Bài tập của chúng ta đến đây là hoàn thành rồi. Có khen chúng mình đã hoàn thành rất tốt bài tập này đấy. Phần tiết học của chúng ta cũng đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong tiết học tiếp theo của bài học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng mình. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về sách.